quý vị và các bạn, từ chiều tối nay cho đến ngày 19, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lạnh lục địa từ phía Bắc, nên tại khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rải rác. Riêng tại các tỉnh vùng núi sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đó, từ khoảng trưa chiều ngày 19, rãnh mây dông gây mưa dần suy yếu thì mưa được dự báo sẽ giảm dần. Có chăng chỉ còn xuất hiện cục bộ vài nơi về đêm và sáng, với nhiệt độ thấp nhất thời điểm này từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Sau đó vào ban ngày trời chuyển nắng, vào ngày 20 thì nhiệt độ ban trưa có thể tăng dần lên ngưỡng từ 31 đến 34 độ ở phía đông và 32 cho tới 35 độ ở phía tây. Riêng khu Tây Bắc có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Thời tiết giảm mưa và chuyển tạnh ráo vào ban ngày, thuận lợi hơn cho giao thông cũng như là các hoạt động thường nhật của người dân. Với các tỉnh Trung Bộ, trong chiều tối nay và ngày mai cũng do tác động của rãnh áp thấp, nên tại một vài tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông. Trong cơn mưa dông, người dân cần đề phòng với gió giật mạnh. Các nơi khác, thời tiết phổ biến, ít mưa hơn. Sau đó, mưa giảm nhanh, nền nhiệt tăng trở lại, nắng nóng sẽ gia tăng trước hết ở các tỉnh vùng núi phía Tây trong ngày 19, sau đó có xu hướng lan rộng ra toàn khu vực trong ngày 19 và ngày 20, với nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới có thể đạt ngưỡng là 33 đến 37 độ ở phía Bắc và 33 cho tới 36 độ ở các tỉnh phía Nam đèo Hải Vân. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây như là Con Cuông, Quỳnh Lưu của Nghệ An có thể xấp xỉ ngưỡng 39 độ. Với diễn biến thời tiết như vậy thì rất dễ gây ra các bệnh do thay đổi thời tiết. Để chủ động phòng tránh thì quý vị nên trang bị đầy đủ các vật dụng che nắng cần thiết khi lưu thông hay là làm việc ngoài trời. Nếu sử dụng điều hòa thì không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, không để quạt thổi trực tiếp vào người, đồng thời uống đủ nước và tăng cường các thực phẩm giàu vitamin để đảm bảo sức khỏe. Quay trở lại với tình hình thời tiết, điểm dừng chân cuối cùng là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới. Gió Tây Nam có xu hướng gia tăng hơn về cường độ, vì vậy mà mưa có khả năng xuất hiện nhiều hơn và tập trung vào thời điểm chiều tối. Lưu ý riêng tại các tỉnh ven biển Nam Bộ như là Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, người dân cần lưu ý. Do mưa tăng nên nắng nóng tại khu vực này sẽ suy giảm đáng kể, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là 31 đến 34 độ. Nắng nóng vẫn còn xuất hiện cục bộ tại một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ từ ngày 18 đến ngày 20 có mưa rải rác vào chiều tối 18 tại phía Đông Nam khu vực, sau mưa giảm, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ ngày 18, ngày 19 là từ 31 đến 34 độ, đến ngày 20 nhiệt đạt mức 32 cho tới 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ từ ngày 18 đến ngày 19 có mưa rào và dông rải rác tập trung vào đêm và sáng, sau mưa giảm, ngày nắng. Nhiệt độ 2 ngày này là từ 30 đến 33 độ và 31 cho tới 34 độ. Ngày 20, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nền nhiệt không biến động nhiều, phổ biến từ 31 cho tới 34 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, 3 ngày tới, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, mức nhiệt ban trưa là 33 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 18 đến ngày 20, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất là 33 cho tới 36 độ. Lên đến vùng cao Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, mức nhiệt cao nhất không vượt quá ngưỡng 34 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày 18 đến ngày 20, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ 3 ngày tới từ 31 đến 34 độ, miền Đông có nơi cao hơn. Trở ra với thủ đô Hà Nội, trong 2 ngày tới có mưa rào và dông rải rác tập trung vào đêm và sáng, sau mưa giảm, ngày nắng, từ ngày 20, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ ngày 18 là từ 30 đến 33 độ, sang đến ngày 19 và ngày 20 thì nhiệt tăng khoảng từ 1 đến 2 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa duy trì thời tiết tốt, phổ biến không mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Trong khi đó, vùng biển phía Nam bao gồm cả huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi về chiều, ngày nắng, gió hoạt động với cường độ trung bình. Thưa quý vị, trong hôm nay do chịu ảnh hưởng của hệ thống rãnh thấp gây thời tiết xấu đi qua nên thời tiết các tỉnh Bắc Bộ trong 24 giờ tới sẽ phổ biến trạng thái nhiều mây và có mưa. Có nơi mưa rào và dông mạnh. Dự báo nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Bắc có nơi cao trên 32 độ.
Lưu ý quý vị là mưa không chỉ diễn ra vào đêm và sáng sớm mà còn xảy ra ở bất cứ thời điểm nào trong ngày, nên gây trở ngại hơn trong hoạt động giao thông. Một lưu ý khác nữa là vùng mưa nhiều hơn sẽ tập trung ở các tỉnh vùng núi phía Bắc thuộc các tỉnh Đông Bắc và Việt Bắc, có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa có thể đạt từ 50 đến 100mm trong vòng 24 giờ. Các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội cũng sẽ có mưa nhưng lượng ít hơn với khoảng 10 đến 30mm. Khu vực ít mưa hơn có lẽ là bộ phận phía Tây Bắc Bộ với khoảng 5 đến 20mm. Với các tỉnh Trung Bộ, giải mưa dông đi qua Bắc Bộ không làm ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực này. Cùng lắm cũng chỉ gây mưa rào một chút tại các tỉnh Thanh Hóa. Phần còn lại ở miền Trung, thời tiết không chuyển biến nhiều. Trong hôm nay, trời phổ biến là ít mưa và vẫn có nắng nhiều. Cường độ nắng diễn ra mạnh mẽ với nhiệt độ cao nhất ngày sau 13 giờ chiều có thể tăng lên ngưỡng 33 đến 36 độ, tiết trời còn oi nóng. Các tỉnh phía Bắc như là Thanh Hóa, Nghệ An do có mây khuếch tán xuống nên nhiệt độ thì sẽ giảm nhẹ hơn một chút. Vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ, hai khu vực này cũng đang chuẩn bị bước vào thời kỳ mùa mưa. Gió Tây Nam mang lượng ẩm dồi dào vào trong đất liền, bắt đầu hoạt động. Dự báo trong hôm nay, khoảng sau 16 giờ chiều, mây dông bắt đầu hình thành và sẽ gây mưa cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Đây sẽ là những cơn mưa rất quý giá và làm giảm bớt tình trạng hạn hán cho các tỉnh phía Nam. Còn từ sáng đến trưa chiều, thời tiết vẫn có nắng nhiều. Tuy nhiên, do trời có phần chuyển nhiều mây và ẩm hơn, nên nhiệt độ có thể sẽ không tăng cao như thời kỳ trước đây. Nhiệt độ trưa chiều nay chỉ xấp xỉ khoảng 34 độ, một số ít điểm thì đạt ngưỡng 35 độ. Cụ thể hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, trong hôm nay thời tiết thủ đô Hà Nội sẽ chuyển nhiều mây hơn và có mưa, đặc biệt thời điểm đêm và sáng thì lượng mưa đạt khoảng 5 cho đến 15mm. Từ sau 9 giờ sáng trời sẽ hửng hơn, nhiệt độ có xu hướng tăng dần, đến khoảng sau 13 giờ chiều nhiệt độ cao nhất ngày đạt khoảng 32 độ. Vào chiều tối nay, thời tiết trở lại trạng thái không mưa. Lưu ý với quý vị là do nằm trong rãnh mây dông nên trong ngày Hà Nội vẫn có khả năng xuất hiện mưa bất chợt. Các hoạt động ngoài trời thì vẫn cần lưu ý đề phòng. Thành phố Việt Trì cũng chung trạng thái thời tiết với Hà Nội. Tuy nhiên mức độ mưa thì có thể nhiều hơn với lượng mưa trong vòng 24 giờ có thể đạt mức 10 cho đến 20mm. Mưa tập trung về đêm và sáng nhưng cũng có thể xuất hiện bất chợt trong ngày. Nhiệt độ cao nhất ngày đạt khoảng 30 đến 31 độ. Về chiều tối, khả năng có mưa thấp hơn là lúc ăn sớm. Quý vị chú ý theo dõi cập nhật thông tin thời tiết để có thể chủ động sắp xếp các kế hoạch cuối tuần cho phù hợp. Xuống đến Vinh, trạng thái thời tiết ở đây khác hẳn với Bắc Bộ. Thời tiết ít mưa, ngày vẫn nắng nhiều, cường độ bức xạ trung bình đến mạnh. Số giờ nắng trong ngày là khoảng 10 giờ. Nhiệt độ cao nhất ngày là khoảng 35 độ, tiết trời giữa trưa là oi nóng. Các điểm thuộc bộ phận vùng núi phía Tây có thể có ngưỡng nhiệt cao hơn. Với thời tiết nắng nhiều thì quý vị chú ý trang bị đầy đủ các tiện ích chống nắng khi tham gia các hoạt động học tập, công tác hay du lịch ngoài trời để bảo vệ sức khỏe. Nằm trong xu thế tăng nhiệt chung của các tỉnh miền Trung, trong hôm nay tại thành phố Đà Nẵng trời cũng sẽ nắng nhiều với nhiệt độ ở ngưỡng 32 đến 34 độ. Thời tiết nói chung là khá thuận lợi cho quý vị nếu có kế hoạch du lịch biển cùng người thân và bạn bè tại Đà Nẵng. Theo dự báo của chúng tôi thì mùa mưa ở các tỉnh phía Nam đang dần cận kề. Trong hôm nay, gió Tây Nam bắt đầu hoạt động và sẽ mang lại lượng ẩm dồi dào cho khu vực. Đây sẽ là những điều kiện thuận lợi gây mưa. Chiều tối hôm nay, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ chuyển nhiều mây hơn và bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào kèm theo dông. Nhiệt độ cao nhất ngày tại đây cũng giảm xuống còn khoảng 33 đến 34 độ. Tiết trời đỡ oi bức hơn so với những ngày vừa qua. Cùng nằm ở khu vực Nam Bộ, thời tiết Cần Thơ trong chiều tối nay cũng sẽ có mưa. Những cơn mưa rào và dông trong thời điểm này thì có vai trò khá quan trọng trong công việc giải hạn cho đồng ruộng, đất đai vừa trải qua thời kỳ mùa khô kéo dài. Bên cạnh đó, từ thời điểm này trở đi, thời tiết cũng sẽ có mưa nhiều hơn và góp phần giảm nhẹ tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn ra tại một số nơi. Còn về tình hình nhiệt độ thì trong hôm nay, mức nhiệt ngày đêm ở Cần Thơ chủ yếu dao động từ 26 đến 34 độ.